chị hỏi thăm bà ngoại hay danh. Ok. Thuê bao quý khách vừa gọi. Ủa sao điện thoại không được ta? Hay là chị gọi lại một lần nữa coi sao. Ok, để chị gọi lại nữa nè. Ủa đừng con vậy ra vậy. Dạ con điện cho bà ngoại. Hồi nãy giờ chị chen với hệ con gọi 10 cuộc luôn mà không chưa được nữa. Con gọi không được là đúng rồi. Hôm bữa mẹ đi chợ là ông ngoại, ngoại nói là điện thoại của bà ngoại hư rồi con ơi. Ủa vậy mẹ mua điện thoại mới cho bà ngoại mẹ đúng rồi. Hồi đó giờ bà ngoại lo cho tụi con cực khổ rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái điện thoại tặng cho bà ngoại làm món quà bất ngờ nha. Rồi hai đứa nhà thay đồ đi, rồi mẹ đi mua điện thoại về là mình qua ngoại liền luôn. Dạ. Mình đã tới Thế Giới Di Động rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái điện thoại phù hợp cho ngoại Như Trang với Vinh nha. Wow. Ê, mình thấy cái này là vừa túi tiền của mình nè. Là Samsung A12 4.690.000. Thì mình sẽ chọn cái này để mà làm quà tặng bất ngờ cho ngoại Trang Vinh nha. Sao mẹ đi mua điện thoại lâu về quá ta? Đúng rồi đó chị. Rồi mẹ mua điện thoại gì đó thì con có điện thoại đó mẹ. Có chứ con. Này cô cũng nói quà sẵn rồi nè. Mình sẽ tạo bất ngờ cho bà ngoại nha. Thôi giờ đi liền đi mẹ. Đúng rồi, thôi giờ đi con. Bà ngoại bất ngờ đó. Đúng rồi đó. Đi con. Mẹ con mới qua rồi. Rồi mẹ. Mẹ thấy con mới qua tới hả? Ngoại đang mang xé thịt gà củ khoai nè con. Con có quà tặng bà ngoại nè. Ừ quà gì con? Dạ lát bà ngoại mở đi cho nó hồi hộp. Đúng rồi đó mẹ. Ừ. Nay con đem qua món quà bất ngờ cho mẹ đó. Vậy nay ngoại cũng mừng gà con mấy đứa cháu ở lại chơi ăn nha. Vậy là ba mẹ con mình qua hên lên ngay lúc mà ngoại mừng gà luôn Trang ơi. Dạ. Ủa mà mẹ làm cái món gì đó vậy? Tôm cõi bưởi. Wow, cái món nhà lạ mà con vẽ ngon quá Trang. Dạ. Rồi vậy để phụ mẹ làm nha. Rồi bà làm chiên bánh bò tôm với luộc tôm làm gỏi thịt bưởi cho mấy cháu ăn. Rồi bây giờ tụi con phụ đứa tay cho phụ ngoại nha. Dạ. Ủa ngoại cái món gỏi bưởi này có ngon không vậy? Hồi đó giờ con chưa ăn luôn á ngoại. Cái món này cũng ngon lắm con. Con chưa có ăn, để là nay ngoại làm cho con ăn nha. Dạ. Trang nói đúng rồi, mẹ đó giờ cũng chưa ăn cái gỏi bưởi này. Dạ. Thì khác nữa con thưởng thức có như thế nào. À. Thấy người ta làm hấp dẫn lắm. Nguyên liệu ngoại làm gỏi bưởi làm có giấm nha con. Dạ. Rồi đường. Rồi tỏi, ớt, rồi nước mắm nha con. Dạ. Rồi cái trộn vô. Rồi hỗn hợp nước mắm mẹ đã quậy tan đều, bây giờ con bỏ tôm vô đi ra. Dạ. Đổ rồi trộn lên. Bỏ từ từ nha con. Thấy chưa? Nhiều quá cái rồi. Rồi trộn lên Trang, trộn lên đi con. Rồi bây giờ mẹ sẽ cắt rau răm bỏ vô, con bỏ củ hành tươi vô con. Dạ. Rồi tiếp theo mẹ sẽ rắc đậu phộng lên. Đó, trộn đều lên con. Cháo gà với gỏi bữa tôm với bà nha. Dạ khoan ngoại ơi, bây giờ á bà ngoại mở quà ra trước đi rồi ăn. Nãy giờ bà ngoại hồi hộp dữ lắm mà không biết quà gì đây nữa nè. Ngồi xuống đây mẹ từ từ mẹ mở. Rồi. Rồi mẹ cái quà này ra. Đó, rồi bà ngoại hồi hộp có mà không biết mở làm sao nữa nè. Ôi. Ôi ôi. Hôm bữa con gọi mẹ không được. Rồi hôm nay điện thoại của ngoại hư rồi. Ôi, mấy cháu cho ngoại mừng quá chừng luôn. Rồi hôm nay ơi, con tặng cho mẹ cái điện thoại xài mà ngoại mừng quá con. Đây này mở ra nha. Đó. Đây rồi. Quá tài đẹp luôn. Wow, đây là cái cục sạc nè, mất mẹ lấy mẹ sạc nha. À. Còn đây con biết mẹ thích màu xanh nên mua màu xanh nè đó. Dạ. Gặp ngoại xài con đẹp quá chừng. Lưng nữa kìa mẹ. Thôi giờ ngoại cảm ơn cháu nha. Không có gì đâu bà ngoại, hồi đó bà ngoại chăm sóc tụi con còn nhiều hơn cái điện thoại này nữa. Trời ơi, cháu ngoại nói là dễ thương không? Đây ngoài sao? Ôi, có bốn con mắt luôn. Xịn sò con tay. Rồi, này đó thuộc về mẹ rồi đó. Rồi, thôi giờ mẹ cảm ơn con nha. Rồi, cái gì ơi. Rồi bây giờ mình ăn cháo với rồi, ăn lẩu rồi con ơi. Rồi. Đưa đây ngoại ngoại sang cho. Rồi, con muốn ăn gì ăn. Đó bạn nha. Rồi. Để con thử món gỏi bưởi tôm của ngoại coi có ngon. Rồi con cũng thử thích luôn. Ăn cái món này. Này, ngoại làm coi có ăn thử có ngon không? Ngon. Ngon quá à. Bánh thì nó giòn. Bưởi thì nó ngọt ngọt, chua chua ngon quá. Quá. Ngon quá này ơi. Ngon không Trang Vinh? Dạ ngon. Nay con chấm cho mẹ cái món này 10 điểm nha. Con cháo ngon không em? Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon không? Nước lê lệ gật đầu nha. Mà nội nấu ngon hả con ăn? Thấy gà mà nội cũng ngon mà nội. Ngon hả con? Dạ. Đâu sẵn dịp mà bà nội làm cái này. Ngon ghê ha. Tụi con qua bất ngờ mà hên quá mẹ đang bằng gà. Nè, ăn đi con. Cháu ngoại nè, ăn đi. Thưởng con á.
mấy hôm nay dịch bệnh mà con điện thoại cho mẹ nè, sao đó này, quà không được, quà thưởng cho con. Mẹ đâu có biết mà tụi con qua mà cho quà mẹ. Trời ơi, nhà nào bằng gà nấu cháo ăn. Nhà con bạn với Trang Vinh nó tạo bất ngờ cho mẹ nên không có điện trước vậy hả? Thôi mẹ cũng ăn nha mẹ. Thôi ăn. Con tụi con ăn nha.